xin chào cô chú và anh chị. Thì hôm nay á, thời tiết ở South Florida rất là đẹp như cô chú và anh chị. Thì hôm nay em sẽ dẫn cô chú và anh chị cùng em đi Whole Foods nha. Đó, đi một cái tiệm bán đủ loại rau củ và thức ăn hết. Là ở đây á, là cái tiệm Whole Foods này là nổi tiếng nhất nước Mỹ nha cô chú và anh chị. Có rất là nhiều phần đông á, là rau củ quả cái này nọ là cũng không có phân bón nha. Mời cô chú và anh chị cùng đi theo với em ạ. Đây, trước khi mà chúng ta vô á thì ở đây cũng có bán rất là nhiều bông nha cô chú và anh chị. Đây, đây bán rất là nhiều hoa lan. Để em coi thử coi ở đây nó bán bao nhiêu một chậu. Hoa lan này đủ loại hết cô chú và anh chị. Và ở đây nó bán là 20 đồng một chậu đó cô chú và anh chị. Quá chừng luôn. Đủ loại đủ màu hết nha cô chú và anh chị. Cô chú và anh chị nhìn thấy cái màu nè. Đó. Quá chừng đẹp luôn. Đó, cô chú và anh chị nhìn coi người ta bán. Có màu vàng nữa. Chậu này là 5 inch. Thì là 19 đồng, 19 đồng 99 sen cho một chậu. Rất là đẹp. Bông này cũng đẹp. Này. Bên này nữa. Cái chậu này thì bỏ trong cái chậu đá này nhìn thấy nó hơi fancy. Cái cây thì nó nhỏ hơn cô chú và anh chị. Thì đây nó bán là 39 đồng 99 một chậu. Đây cũng có màu trắng đẹp quá. Rất là đẹp ha. Nhìn thấy giống bông giả không cô chú và anh chị? Rất là nhiều nụ. Đây, nguyên cái dàn bông lan này to và màu trắng không. Đó, mê mẩn dữ chưa. Quá chừng mê mẩn luôn ha cô chú và anh chị. Mấy cái bông lan màu trắng này thì cái cây nó lớn hơn á cô chú và anh chị. Thì là 29 đồng 99 cent cho một chậu. Đó, bông cũng to hơn mà cây cũng cao lớn hơn, rất là nhiều bông, rất là nhiều nụ. Đó. Đây này, còn bên này thì 39 đồng 99 cent nha. Em thì thích mấy cái chậu bên này nè, 29 đồng 99 cent. Ở nhà em cũng có nhiều bông lan rồi. Quá chừng luôn, giống như một rừng hoa. Thì em mời cô chú và anh chị cùng theo em đi trong nha. Mới vừa bước vô đây cũng là bông luôn cô chú và anh chị. Đủ loại bông hết nè cô chú và anh chị, nhìn thấy hai bông. Quá chừng luôn. Quá chừng luôn luôn. Rất là đẹp hết cô chú và anh chị. Cái chừng
chanh nè cô chú anh chị, chanh vàng mà organic nè, trái nào trái nấy thiệt là lớn luôn. Một bịch như vậy á, một bịch như vậy là họ bán 5 đồng 49 sen. Cam này là cũng còn cam organic luôn đó. Quá chừng luôn, hàng trái cây dâu Việt Quốc raspberry đó. Chú và anh chị nhìn nè, có cherry nữa, sẽ có cherry bao nhiêu thao đây. Cherry hôm nay 6 đồng mấy một thao nha cô chú và anh chị, không có nghe mùa là mắc dữ lắm luôn. Thấy hàm dễ sợ ha. Có khế nè cô chú và anh chị, mấy trái khế mấy trái ổi của họ mấy tụi nghiệp ha, có chôm chôm nè cô chú và anh chị nè, có trái này trái gì trái lựu đủ thứ hết cô chú và anh chị nha. Còn xoài này á, xoài này thì xoài thường thôi, không có organic thì họ bán đồng 99 sen. Khóm chuối rồi nhiều lắm cô chú và anh chị ơi đó. Bên này thì rau củ nè, còn bên kia thì nước trái cây, còn bên đây là mấy cái hạt ngũ cốc, mấy cái hạt đậu rồi này nọ nọ nè cô chú và anh chị. Đây họ để như vậy đó, rồi mình muốn mua cái gì cái bắt đầu mình lấy vô trong hộp thôi, quá chừng luôn ha cô chú và anh chị, đủ loại hết luôn nè. Sikula rồi kẹo bánh cái gì cũng có đủ hết. Lần đầu tiên em được vô trong cái chợ này cô chú và anh chị đó, lần đầu tiên em được vô cái khu phố mà nó lớn như vậy. Chú và anh chị nhìn cái khu Wellington này là cũng là cái khu nhà giàu nha cô chú và anh chị, thì ở đây cũng gần West Palm sát bên luôn. Em không dám đụng vô tại vì em bị dị ứng với tôm. Rồi bên này, bên này thì những cái loại mà cá, cá hồi, tôm đồ này nọ nè, họ cũng đã ướp sẵn rồi nè cô chú và anh chị. Đây, em lại đây em quay cho cô chú và anh chị coi cái hàng nè, đồ biển của họ nha. Đó, cô chú và anh chị nhìn nè, đồ biển của họ thấy ham không? Mà người ta trưng bày rất là sạch sẽ đó cô chú và anh chị. Đây, snow crab đó, thì họ bán 19 đồng 97, 79 sen một pound. Còn cái này của Canada thì họ bán 17 đồng 99 một pound. Còn này spin and lobster tail thì họ bán 38 đồng 99 một pound cô chú và anh chị. Và có rất là nhiều cá hồi. Họ trưng bày rất là sạch sẽ đó cô chú và anh chị. Còn bên này thì gà, ở bên này mấy cái gà, mấy cái thịt, thịt gà rồi. Còn trong tủ lạnh này là cô chú và anh chị, quá nhiều luôn nên là em cũng ham nữa, em quay lia quay lịa luôn. Đây tủ lạnh này, gà xay, ức gà, tất cả những loại thịt gà đều có đủ hết. Còn bên này thì thịt kim sâu cũng sẵn là cô chú và anh chị. Đây bò, cái loại thịt, thịt cốt lết, thịt sườn thì chỉ có đủ hết cô chú và anh chị. Thấy thịt ba gọi này nhìn thấy nó không có ngon ta. Trong đó có mấy miếng thịt ba gọi. Rồi những cái gian hàng này á là những gian hàng đồ khô, gia vị đồ này nọ đó cô chú và anh chị. Thấy khủng khiếp không, lớn lắm. Còn đây mấy cái bánh ngọt, mấy cái sữa đồ organic oat đồ, mấy cái tủ
này á, là mấy cái tủ đầy sữa, sữa cà phê đồ đông lạnh rồi chú nhà chị. Mấy cái sữa nào là mấy cái sữa của mùa gen nè. Chút nữa em cũng mua sữa với cà phê ở đây nữa. Đây da ua đồ đủ số loại hết. Đó, nguyên cái tủ này là toàn sữa nha u rồi quá chừng quá đất luôn. Cái Whole Foods gần nhà em á, ở bên Boston Massachusetts thì chỉ nhỏ xíu thôi, còn bên đây quá chừng luôn. Bên đây nó là muốn bằng cái bì chê luôn cô chú anh chị. Rồi bên đây bán hàng trứng, tủ trứng đây, trong nghề trứng mắc lắm cô chú anh chị. Em không biết chuyện gì xảy ra với nước Mỹ nữa, giờ kể cả trứng gà cũng mắc nữa. À rồi bên đây là những quầy bán rượu. Đây, từ chai rượu chỉ có mấy đồng cho tới một chai rượu tới mấy chục đồng. Đó, đủ thứ chưa? Rượu pha nè, rượu đỏ, rượu trắng, champagne. Đó. Ta nói ui cha muôn trùng luôn cô chú anh chị. Đó, dài như vậy đó, còn bên này nữa nè. Còn những cái rượu mà vị trái cây nữa. Đó. Pháp ở đâu cũng có hết, rượu loại nào cũng có luôn cô chú nha chị. Nhìn thấy ham không? Đấy, có những chai sake nữa nè. Đó, đi vô đây là thôi á, là muôn trùng, rất là thích đó cô chú nha chị. Bây giờ là em đi em quay để em chia sẻ với cô chú và anh chị. Rồi một hồi nữa em mới đi chợ em mua đồ sao cô chú và anh chị nhìn. Đó, rượu quá chừng rượu luôn. Đó, hai bên này đều là rượu luôn nữa nè cô chú và anh chị. Nãy giờ là mấy hàng toàn là bán rượu không nè. Đó, giờ em chỉ đứng nhà em quay để cho nó nhanh gọn lẹ cho cô chú và anh chị đỡ mất thời gian xem. Em coi bên này là gì, cũng rượu luôn đó cô chú và chị, rượu và rượu. Còn bên đây là bắt đầu những cái món bánh lạc. Bây giờ là tới quầy bánh này cô chú và chị. À bên đây cũng rượu luôn. À, còn bên đây là những cái hạt đó cô chú và chị. Đó, những cái hạt đồ để ăn chung với salad. Dẫn một cô chú và anh chị. Rồi trong đó thì tụi trong cái tủ đó thì bán bia. Đó, mấy cái tủ này thì bán bia. Cô chú và anh chị coi, em đứng múc ở dưới này em quay lên. Đó, quay tổng thể cái Whole Foods này để cô chú và anh chị thấy là quá chừng lớn luôn. Đó. Ở trong đây thì cũng mở nhạc hơi lớn mà em không biết thì em có bị cái gì không thì em cũng nâng đại lên cho cô chú và anh chị coi. Đó, cô chú và anh chị, này là hàng cheese. Rồi bên kia thì bán bánh mì nha cô chú và anh chị. Đó, bánh ngọt, bánh mì đồ này nọ là ở bên kia. Đây những hàng cái bánh ngọt ở đây nè cô chú và anh chị. Ở đây thì nhạt quá thì em chỉ lia qua nhanh để mà em giới thiệu với cô chú và anh chị thôi. Đó, Whole Foods. Whole Foods là một cái trong những là cái tiệm mà bán rau củ được khô, đồ ăn hàng ngày lớn nhất. À, mà kiểu như là phần đông á, là không có phân bón nhiều. Đó, nếu mà cô chú và anh chị muốn giữ gìn sức khỏe mua những cái rau củ đó mà kiểu như không có phân bón nhiều thì cô chú và anh chị ở đây, những cái này là những cái món súp nè cô chú và anh chị. Những cái món súp họ đã làm rồi, mình thích cái gì á thì họ có để tên hay là đậu trắng thì mình chỉ mua mình ăn thôi. Còn bên đây những món ăn người ta đã làm sẵn rồi cô chú và anh chị. Đó, mình sẽ bỏ vô trong hộp mình mua thôi. Trùng luôn hả cô chú và anh chị. Nhìn thấy ham lắm. Em quay cái này là nó em quay nhanh ha, tại vì nó quá nhiều, quá lớn đi. Nếu mà em quay tường tận chậm chậm thì mất thời gian cô chú và anh chị.
chú anh chị nhìn thấy những hàng ăn cây. Đây, trái cây. Hàng này là hàng bên salad. Để sẵn cho cô chú và anh chị, ví dụ như gà này nè, đó cô chú và anh chị, ví dụ như mua bao nhiêu ao, bao nhiêu gà ao gà này thì nó có bao nhiêu lượng calo, nó để sẵn. Hoặc là cô chú mua bao nhiêu ao rau củ này thì là có lượng calo, nó để sẵn hết luôn đó. Cái mà em thấy ít calo nhất á là bông cải đem nướng á cô chú và anh chị. Đó, cái bông cải nè. Là ít calo nha. Chỉ có bắp cải á, bắp cải ít calo. Còn ở bên kia thì bán chi xà. Đó, hàng chi xà đó cô chú và anh chị, đủ loại chi xà. Còn ở đây bánh mì. Bánh mì họ làm sẵn. Đó. Có bánh mì, có salad, có nước uống. Đó, những cái hàng này là hàng mua ăn liền. Còn bên đây á, những cái hàng này á, mình mua về là mình nướng lại ăn cho cô chú anh chị. Mấy cái súp này á, thì về mình hâm lại ha. Cái này là ta nấu sẵn rồi ta bỏ tủ lạnh. Đó. Từ tới đây á, cô chú là mua rau củ cho tới rượu bia ha, cho tới bánh trái. Một cô chú và anh chị đi một chợ này thôi là đầy đủ hết, cũng họ cũng rất là bận nha cô chú và anh chị. Đó thì em hôm nay em quay cái video này để em chia sẻ với cô chú và anh chị nha, để cô chú và anh chị ví dụ như là mình ở những nơi không có Whole Foods đó thì mình coi để cho đỡ buồn nha cô chú và anh chị. À còn bên đây những cái bánh mochi nè cô chú và anh chị, những cái viên kem đây, những cái viên kem mochi đầy đủ hết trơn. Nếu mà cô chú và anh chị á, mua 5 viên thì cô chú được 1 viên miễn phí. Đó, 2 đồng 1 viên nha cô chú và anh chị. Những cái viên kem này là 2 đồng 1 viên. Đó, rồi ở đây có những cái bánh macaroon nữa. Cô chú và anh chị thấy ngon, hấp dẫn vô cùng không? Đó, mấy cái món này là toàn là mấy cái món của em không nè cô chú và anh chị. Cái video này để em chia sẻ với cô chú và anh chị, để cô chú và anh chị mình coi, mình coi để mà cho đỡ buồn ha. Thì em cũng không quên chúc cô chú và anh chị có một ngày luôn bình yên, luôn hạnh phúc nha cô chú và anh chị. Và em không quên hẹn gặp cô chú và anh chị trong những video tới nha. Đó. Và em cũng có thêm một cái kênh nữa để em chia sẻ với cô chú và anh chị. Thì cô chú và anh chị biết rằng là em có một cái kênh đó là Ly Phám Ly Cuộc Sống Mỹ ở Mỹ. Đó, thì bây giờ em thành lập thêm một cái kênh nữa. Thì bây giờ em lập thêm một cái kênh nữa đó là Cuộc Sống Tình Quê TV. Đó, thì em mới thành lập cái kênh này thôi thì em... xin mời cô chú và anh chị thương em thì qua xem kênh của em và đăng ký kênh cho em nha. Em có một kênh là Ly Phám Ly Cuộc Sống ở Mỹ và em có một cái kênh nữa là Cuộc Sống Tình Quê TV. Thì em mong cô chú và anh chị coi và ủng hộ em nha. Em xin chào và hẹn gặp lại.